Pinnguồn.vn giới thiệu dòng pin CMOS có dây giắc cắm đặc biệt với mã sản phẩm Panasonic CR1632. Đây là một viên pin chính hãng Panasonic có xuất xứ Made in Indonesia và đường kính là 16mm x 3.2mm cho một viên, dòng dung lượng là 125mAh, thành phần là lithium không sạc, điện tích hay chúng ta thường gọi là điện thế của viên pin là 3V. Đây là một viên pin chính hãng Panasonic đã được nhà máy đính sẵn dây điện đỏ đen và đầu giắc cắm chuyên dụng dùng để nuôi nguồn CMOS. Hàng chính hãng có bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao tính phí, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xem thêm tại website pinnuôi nguồn.vn hoặc pinnuôi nguồn.com. Xin cảm ơn.